Chào mọi người nhé. Chuyện Linh Phòng Lị Ảnh, tác giả Ngọa Long Sinh, Mô Sê Trần Khanh, chương 26, Cửu Tử Bạch Ma. Kinh Phùng thế vậy nổi cồn tỉnh nộ, gầm lên như sấm, nó tặc to gan, ngươi chạy xem có thoát được không. Cốc Chiêu Dương vội nói, để tiểu nhân bắt hắn về cho. Nói rồi y phần mình đuổi theo. Đột nhiên có một bóng hình từ trong bụi rậm nào ra lẹ như tên bay xẻ tới trước mặt phi tòa Diêm Na đối Đức Thắng. Hắn vừa trông thấy bóng người đã reo mừng, quân sử càng náo đại. Thần pháp hai người đều cực kỳ nhanh nhẹ, lại thêm thế đối mặt với nhau nên chỉ trong trước mắt đã cách nhau không xa. Ngọc Phiến nàng quân Khang Tiệp đột ngột vung tay xuất thủ điểm thẳng một trước ngực đối Đức Thắng. Phi tòa Diêm Na trợn mắt kinh ngạc, trước ngực bị thủng một lỗ lớn, máu tươi phun ra suối xả rồi ngã gục xuống, tắt thở mà không kịp là nền một tiếng. Cúc Chi Dương thấy thế tức giận điên người, nước mắt đỏ rực như lửa căm hận nhìn Ngọc Phiến nàng quân. Kim Hùng cũng đến đó, mặt lạnh như băng hớt hàm hỏi, tại sao các hạ làm như vậy? Ngọc Phiến nàng quân thoái lùi mấy bước, giọng nói cực kỳ hoảng sợ, tại hạ thấy gì chạy trốn cho lên cho lên. Cúc Chi Dương lạnh lùng, người muốn săn nhân diệt khẩu có phải vậy không? Ngọc Phiến nàng quân hốt hoảng, Cúc Điệp tại sao lại nói như vậy? Kim Phùng cũng thấy sự xuất hiện của Ngọc Phiến nàng quần vô cùng nghi ngờ, lại ra tay xuất thủ, tức có điều vô ám, bất giác trả nản lớn. Khang Tiệp chứ có giả bộ hồ đồ, tại sao người hạ sát hắn? Ngọc Phiến nàng quần đỏ mặt, tiểu nhân có hảo ý thật mà. Cốc Đi Rừng trầm giọng, hảo ý tối nay nhất định phải truy xét cho rõ cái hảo ý của người, để cho hết đường chối cãi. Hừ, nói đoạn đi vùng trường kiếm trong tay, bộ cung di động lên trước vùng kiếm điểm vào gót chân của Ngọc Phiến nàng quần. Mặt của Ngọc Phiến nàng quần bỗng nhiên trở nên trắng bạch, đôi mắt thất thần miệng núng búng. Kim Đại Hiệp, cái này đừng có hiểu lầm mà, tiểu nhân thực có hảo ý. Kim Đại Hiệp ngăn lại rồi. Cốc Chi Dương tức giận thét vang, cấm muộn, ngươi tưởng rằng có thể qua mắt được ta hay sao? Ngọc Phiến nàng quần run sợ, mặt không còn huyết sắc, lắp bắp nói, xin đại hiệp mình xét. Khang Tiệp cũng nhiên một tiếng quan lớn đột ngột vang lên, từ trong đám cỏ hoang rậm rạp có mùi bóng đen xuất hiện, đi đầu là Bách Kiếm Minh Chủ Cổ Trường Khanh. Nào cao giọng nạt, Ngọc Phiến nàng quần, người còn dám nẻo mép tránh tiện với Kim đại hiệp vào cốc công tử hay sao? Quân chân trừ gì nữa mà không đi khuất mắt hả? Cúc Chi Dương thấy Cổ Trường Khanh càng thêm giận dữ, quan lớn hử, Khang Tiệp sẵn nhuần chiết khẩu, ngươi lại ra mặt bảo vệ Khang Tiệp hử. Cái chiều của Minh Chủ quả là quang minh. Cổ Trường Khanh vẫn cười hề hề đáp, Na Hủ có mấy câu này cho các vị, nếu như vị còn muốn kiếm Khang Tiệp nữa thì Na Hủ đây cũng không ngăn cản. Cúc Chi Dương đớ mắt niếc xéo một cái lạnh lùng nói, Cốc mẫu bình sinh không thích nghe những lời xảo xá quỷ quyệt. Cổ Trường Khanh khẽ nhếch mép, đánh chó thì ngô chủ, Cốc công tử nên nào? Cốc Chi Dương lạnh lùng cười nói, giá như chủ nhân của con chó cũng không phải là người tốt thì sao? Cổ Trường Khanh bất giác đỏ bừng mặt, quay sang cười khổ, đoạn nói với Kim Phi Hùng, Kim lão đệ chẳng lẽ cũng không để mặt ta hay sao? Kim Phùng tuy không vui song cũng đành phải bảo, quay sang Cốc Chi Dương, Cốc huynh để xem lão ta nói gì. Nói xong chàng quét ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Khanh, có cao luận gì? Kim mỗ sẽ rửa tay nghe. Cổ Trường Khanh thần sắc thoáng bất định, âm trầm lên tiếng, nhị vị muốn lưu lại cho phi thoa Diêm Na một con đường sống, bất quá chỉ muốn biết tại sao đang giữa đêm khuya lại xông vào Nư Sơn hành thích Cửu Phượng lệnh chủ. Cốc Chi Dương bực bội đáp, người có biết rõ tại sao lại còn hỏi nữa? Cổ Trường Khanh mỉm cười, chuyện này nó hổ có nghe thấy, Khang Tiệp cũng có thể nói có biết được một ít tin tức. Kim Phùng không vui nói, đã như vậy tại sao hắn lại xuất thủ để lấy tính mạng của nữ Đức Thắng? Cổ Trường Khanh lại nói, bởi vì theo như bản Minh Chủ biết được, chủ nhân của âm mưu này đã đến kim năng,
Lục phu nhân bất giác hỏi dồn. Ai vậy? Cổ Trừng Khanh chậm rãi nói, một người quen thuộc với Lục phu nhân đó. Kim Vùng lên tiếng thúc giục, nói mau kẻ đó là ai vậy? Cổ Trừng Khanh thản nhiên nói, Bạch Cốt môn chủ, cửu tử Bạch Ma Lý Tâm, phu nhân có quen với người này không? Lục phu nhân bất giác kinh ngạc lắp bắp, cửu tử Bạch Ma, hắn còn chưa chết sao? Cổ Trừng Khanh thoáng nở nụ cười âm hiểm gật đầu, chẳng những không chết mà chính là con trai của y đã trưởng thành, còn luyện thành công phu gia truyền Bạch Cốt Công của Lý già nữa. Lục phu nhân trầm tư một lát, đoạn lẩm bẩm nói, thế nào y còn nhớ chuyện tỷ võ trên đỉnh Hoàng Sơn 20 năm về trước. Cổ Trừng Khanh khẽ gật đầu, đương nhiên chuyện luận võ trên đỉnh Hoàng Sơn 20 năm trước, Lệnh Đường Cửu Phượng lệnh chủ đã giết chết tam trưởng Chân Bạch Cốt phu nhân của Lý Tâm, lúc đó con trai út của y chưa đầy một tuổi. Lục phu nhân vội vàng, chuyện tỷ thí võ công cực kỳ công bằng, chuyện tử thương là điều không tránh khỏi. Cổ Trừng Khanh lại gật đầu, nói như vậy nhưng mà thử nghĩ xem, Lý Tâm thay thê tử nuôi dưỡng 9 đứa con ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc suốt 20 năm, không xuất hiện trên giang hồ là tại sao? Lục phu nhân mở màng đáp, có lẽ để kiếm cách báo thù thần mẫu ta. Cô Trương Khanh không đáp mà lên tiếng hỏi lại, phu nhân à, mẫu thần người bị sát hại, người đem 9 vị thiên kim tiểu thư tái xuất giang hồ là vì sao? Lục phu nhân trầm ngâm không đáp. Cổ Trường Khanh nhẹ nói, phu nhân còn như vậy huống chi là Lý Tâm. Lục phu nhân đột nhiên lớn tiếng nói, Lý Tâm không thể báo thù được. Cô Trương Khanh hỏi lại, tại sao không? Lục phu nhân lên tiếng đáp, năm xưa lúc luận võ trên đỉnh núi Hoàng Sơn, ta cũng đi theo già mẫu, Lý Tâm cũng có mặt tại đó. Già mẫu ta cùng thê tử Lý Tâm đã giao ước trước khi động thổ, bất luận ai sinh hai tử, hai nhà không bao giờ được gây thù kết oán hoặc có ý báo thù. Cô Trương Khanh ngẩng mặt lên trời cười một hồi lâu rồi nói, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi, ngươi có ý báo thù đâu cần biết đến điều đó. Lục phu nhân trầm mặc không đáp lại, Cốc Trì Dương chợt lớn tiếng nạt nộ, Cố Trường Khanh, ý người muốn nói là cái chết của Cửu Phượng lệnh chủ do cửu tử Bạch Ma Lý Tâm gây ra không liên can đến phi thòa Diêm Na hay sao? Cố Trường Khanh đáp, nô hổ không hề đảm bảo chuyện này.
Kim Phụng bất ngờ nói chen vào: "Chúng ta nói chuyện phi tòa Diêm Niêm Na mà." Cô Trương Khanh vừa lên tiếng thành mình: "Ý của lão hổ là nhị vị hãy lưu lại cái mạng phi thoa Diêm Na chẳng qua là để truy cứu nguyên nhân cái chết của Cửu Phượng lãnh chủ mà thôi. Còn hôm nay kẻ thù của Cửu Phượng lãnh chủ đã xuất hiện nên chú ý tới lý tầm thì hơn." Cốc Chi dừng cười lạnh: "Cố đại minh chủ bất tất phải nói lung tung làm chi, định mang cái đồ xú ế cửu tử bạch ma ra dọa nạt người ta hay sao? Hoặc giả ngươi." Cố Trường Canh thoáng biến sắc. Cốc công tử vẫn nghi ngờ: "Lão hổ có điều gì giả dối hay sao?" Cốc Chi Dương nói thẳng không hề nể mặt: "Cốc mỗ đang nghĩ như vậy." Cố Trường Canh cực kỳ danh ma xảo quyệt nên vẫn mỉm cười đáp: "Nói như vậy thì lão hổ có chằm cái miệng cũng không cách nào biện bạch được." Kim Phùng trầm ngâm hồi lâu rồi chợt lên tiếng: "Lúc nãy cổ minh chủ nói cửu tử bạch ma đã đến Kim Năng." Cổ Trường Cảnh đáp: "Chính phải." Kim Phùng ôn tồn bảo: "Kim mỗ lúc nãy có điều bực bội mong người được trách." Cổ Trường Cảnh vừa nói: "Ngô huynh đâu dám trách, chẳng qua là hiểu lầm mà thôi." Kim Vư Hùng lại nói tiếp với thành danh: "Với thành danh của quý minh chủ có thể nói là giang hồ chí tôn, vậy minh chủ cứ sắp xếp cho ta và lục phu nhân gặp cửu tử bạch ma." Cô Trường Khanh nhanh nhẹ vọt miệng nói: "Vậy để cổ mỗ nòn liệu." "Phu nhân à, gặp cửu tử bạch ma nhất định mọi chuyện sẽ rõ ràng minh bạch." Lục phu nhân gật đầu tán thành. Cố Trường Khanh lại nói: "Vậy thì ước định canh ba đêm mai ở Yến Tử Cư, cổ mỗ sẽ không báo, mong rằng hai bên biến càn quà thành hòa khí, để không phụ lòng giáo hảo của lão hổ và Kim Hiền Đệ. Cốc công tử cũng không có gì phải trách cứ cổ mỗ." Cốc Chi Dương mỉm cười châm biếm: "Bách kiếm minh chủ quả nhiên là người cầm đầu võ lâm, minh chủ của giang hồ có tâm địa bồ tát, đủ xứng đáng lên ngôi vị minh chủ." Hắc hắc. Cố Trường Khanh cũng hề hề cười lại: "Vậy thì mọi việc coi như đã xong. Lão hổ sẽ đi thông báo cho cửu tử bạch ma câu tử câu vị." Nói rồi dẫn đầu đám cao thủ phóng mình bỏ đi mất dạng. Cốc Chi Dương đã thấy Cổ Trường Khanh đã đi xa rồi, thái độ y trở nên cung kính khác thường đối với Kim Phi Hùng. "Kim đại hiệp có thể đi xa một chút cũng được chăng? Chúng ta cùng nhau bàn chuyện." Kim Phi Hùng thấy thái độ của Cốc Chi Dương có vẻ lạ lùng, xong cũng gật đầu đáp: "Đương nhiên là được." Hai người đi đến một chỗ vắng vẻ, Kim Phùng đang định lên tiếng hỏi đã thấy Cốc Chi Dương dập đầu bái lạy. "Thuộc hạ Cốc Chi Dương tham kiến cốc chủ." Kim Phùng ngạc nhiên vội bước đến chỗ Cốc Chi Dương đứng dậy và hỏi: "Tại sao cốc huynh lại làm như vậy?" Cốc Chi Dương không đợi cho Kim Phi Hùng kịp nói hết câu đã vội vàng cắt ngang lời chàng:
Công chủ không nên xưng hô với thuộc hạ như vậy, chỉ cần gọi tên thuộc hạ là được rồi. Kim Phùng trầm tư nghĩ ngợi một hồi, chàng cảm thấy thái độ của Cốc Chi Dương đột ngột thay đổi từ khi thấy miếng ngọc bội từ trong người mình rơi ra, nên vội đưa tay lấy miếng ngọc bội hình như ý giảm. Quả nhiên Cốc Chi Dương vừa thấy miếng ngọc bội đã vội vàng quỳ sụp xuống đất, cúi đầu bái lạy. Kim Hùng hấp tấp đôi Cốc Chi Dương đứng dậy, đoạn hỏi y: miếng ngọc bội này chẳng lẽ lại có uy lực ghê gớm đối với người đến như vậy sao? Cốc Chi Dương quan sát lên mặt Kim Phi Hùng, biết chàng không hiểu công dụng của miếng ngọc bội, trong lòng y cảm thấy kỳ quái, song cũng không dám hỏi, bèn cung kính đáp: Cốc chủ có thể biết thuộc hạ là người của Thái Dương Cốc từ lâu, miếng ngọc bội này chính là tín vật của Thái Dương Cốc, ai có nó trong tay thì người đó chính là cốc chủ của Thái Dương Cốc. Kim Hùng chưa hiểu, chàng nhớ lại khi Ngộ Phi đại sư truyền thụ võ công cho chàng tại Bích Vân Thiền Tự đã ủy thác nhờ chàng đưa miếng ngọc bội này cho Thái Dương Cốc chủ, nhưng vì hết việc này đến việc khác cũng loay quay chàng nên chàng không có cơ hội để làm việc đó. Bây giờ mày có Cốc Chi Dương, anh có thể hỏi Cốc Chi Dương khỏi cốc chủ Cốc Chi Dương hiện nay ở đâu. Thế nên chàng liền cất tiếng: cốc ủy, không biết cốc chủ có người hiện giờ hạ lạc ở đâu? Cốc Chi Dương buồn bã đáp: nào cốc chủ đã tạ thế từ lâu rồi, hiện giờ cốc chủ chính là người đó. Kim Phùng cực kỳ kinh ngạc gọi: đã như vậy ta giao miếng ngọc bội này cho cốc ủy. Cốc Chi Dương lắc tay xua tay: không được, trước khi tạ thế nào cốc chủ đã lưu lại di ngôn bảo tôi gà phải xuất cốc đi tìm người có miếng ngọc bội này để tôn làm cốc chủ, nhằm chấn hưng uy danh của Thái Dương Cốc tiền giang hồ. Kim Phùng lại từ chối, song Cốc Chi Dương nhất quyết không chịu. Chàng biết Cốc Chi Dương tuân thủ nghiêm khắc môn quỷ của Thái Dương Cốc, một lời di ngôn của cốc chủ đã tạ thế nói ra thì môn nhân đệ tử không thể phản lại được, nên chàng đành bảo y.
Vậy cũng được, nhưng mà ngươi đừng gọi ta là cốc chủ, cứ xưng hô là huynh đệ cho tiện. Cốc Chi Dương thấy Kim Phi Hùng đồng ý bèn vui mừng nói: cho gã xin tuân mệnh lệnh cốc chủ. Kim Phùng cùng với Cốc Chi Dương ước hẹn lục phu nhân xong nên quay về khách điếm nghỉ ngơi. Gió mát trăng thành, yến tử cư chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi. Bóng nghênh giang tự phản chiếu xuống mặt sông, không ngừng dao động dưới nước. Từ phía xa nhìn thấy đỉnh tháp của Nghênh Giang tự nhô cao, phút một đạo bạch quang rít lên bên tai, xẹt ngang trước mặt Kim Phi Hùng mẹ như tên bay. Kim Hùng nào đi vun vút trên không, bước chân vẫn không hề chậm lại. Đôi tay chàng chợt vươn dài ra chụp lấy vật đằng nào về phía mình, miệng quát lớn: ai đó? Chàng cũng không hề liếc nhìn vật trong tay chàng chụp được cái gì. Có lẽ cong lưng vượt nhẹ về phía bụi cây, hơi đạo bạch quang vừa từ đó phóng ra, nhưng mà phía trong không hề có một bóng người. Lúc này Cốc Chi Dương, Lục Phu Nhân và Lưu Sơn Kiều Phượng cũng đã đến bên, nó cất tiếng hỏi chào. Ám khí gì vậy? Kim Phi Hùng liền xòe tay ra. Trong tay chàng có một mũi ngân thòa lấp lánh, phía dưới có một mảnh giấy nhỏ. Dưới ánh trăng sáng, phía trên mảnh giấy có ghi mấy chữ: cổ chàng khanh nập quỷ kế, bạch cốt môn đã có chuẩn bị. Cốc Chi Dương tức giận nói: quả nhiên cái lão cổ trường khanh xảo quyệt đã gây chuyện rắc rối, âm thầm bày trò lộng quỷ. Lục phu nhân nói: không biết bọn chúng đã chuẩn bị âm mưu quỷ cái gì. Kim Phùng thoáng trầm tư: cái cốt môn cho dù là bố trí đào sơn cứu mãi đi chẳng nữa thì chúng ta đã đến đây rồi. Cổ trường khanh tất sẽ có ngày tận số, chỉ duy có ngọn ngân thòa này khiến cho ta khó hiểu quá chừng.
Lục phu nhân nói, nhưng mà người phóng ngân tòa này không hề có ác ý. Kim phu hùng gật đầu, đúng vậy, nhưng kim phu hùng này đâu muốn thiếu nợ kẻ khác. Ai? Khúc Chi Dương đột ngột then ớn bay mình vọt ra xa hơn 3 trượng. Bóng người bay vụt ra, một vật trắng trắng đột nhiên bung ra nhằm vào mặt Cốc Chi Dương chụp xuống. Hóng rồi, Cốc Chi Dương thất kinh nạ lên một tiếng rồi lập tức xoay người công đứng bật ra xa hơn 1 trượng. Vật trắng trắng chụp xuống đầu Cốc Chi Dương hóa ra chỉ là một tấm lụa trắng mà thôi. Cốc Chi Dương bất giác nổi giận, nhưng mà trong lúc chàng xoay người thì cái bóng nọ đã lọt chạy ra xa hơn 20 trượng, rồi trong nháy mắt đã không còn thấy đâu. Kim Phu Hùng thoáng cau mày, chả lẽ có người phóng chiếc ngân thỏa lúc nãy, thân pháp thật ảo diệu vô cùng. Lục phu nhân cũng lên tiếp, thuật khinh công của người này tựa như công phu phi hòa lạc diệp. Lục phu nhân chợt la lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt, miệng há nhìn chân lên mé bên phải con đường tiểu nộ. Phu nhân Kim Phu Hùng thấy sắc mặt của lục phu nhân liền la lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chàng bất giác có một kinh ngạc. Thì ra phía bên sườn núi trước có một phiến đá cao, có một chiếc khô lâu trắng hếu trông cực kỳ ghê rợn. Chân tay của bộ khô lâu dài lạ thường, phía trên phiến đá hai hốc mắt chiếu những tử quầng xanh biếc đến rợn người. Lúc này bộ khô lâu bắt đầu động đậy,